cao anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa quý chú anh chị, thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bà con mình quan tâm tới việc mà củ ngải, đen ngải chống độc mà để điều trị bệnh tại nhà mà tôi hướng dẫn á. Thì nhiều bà con mình cũng thắc mắc và cũng muốn gọi là chỉ lại kỹ hơn về cách sử dụng cũng như là tác dụng của củ ngải đen cũng như là củ ngải chống độc mà để cho bà con mình có thể là dùng tại nhà. Thì chú Tư video chú Tư vừa rồi thì chú Tư cũng đã mở lòng và nhiệt tình và hướng dẫn cho bà con rất cặn kẽ, nhưng mà cũng nhiều cái khía cạnh mà nhiều bà con vẫn chưa có nắm rõ, thì hôm nay Trung sẽ làm rõ lại một lần nữa để cho bà con hiểu hơn. Thưa chú Tư, vừa rồi là cái ngải đen và ngải chống độc á, khi mà cách làm vừa rồi mà để cho nước sôi uống á, với lại mình xoay nhuyễn ra á, thì là trị bệnh gì chú Tư có thể là chia sẻ lại cho bà con được rõ được không? Cái chú Tư hả? Ngải chống độc này với ngải đen này nó sử dụng gì là gì biết không? Chứ cũng như là anh em chứ là bị bệnh ung thư thì ông như là ung thư phổi hoặc là bao tử ha, hoặc là ung thư đại tràng, khối u đại tràng, thì anh em khỏi đi đâu, anh em nếu mà có cái nguồn ngải đen hoặc ngải chống độc, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh em phải kèm ba cái mà cây ăn so ha, ăn so là nói về thuốc nam, ăn so, đuôi chuột á, xương khỉ, thì ba bốn thứ này nhập lại nữa thì như các loại bú bên trong á, thì nó sẽ tăng, nó tăng từ 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 tới anh em uống có khoảng 20 thang 30 thang, ví dụ uống 20-30 ngày đó, đi cho bác sĩ khám cái rồi coi hiệu quả như thế nào, rồi mình uống sử dụng 4-5 bữa 5-10 bữa gì cho bác sĩ khám cái đó là chắc ăn rất là hiệu quả, coi hiệu quả là không là biết ha. Mà quan trọng nhất là phải kiềm cái thuốc ngải đen này nè, ngải đen này cái này xây rồi nha, này xây rồi nè, xây rồi như bột như cà phê vậy đó, thì ai nặng thì một ngày 4 muỗng cà phê, ai nhẹ nhẹ thì một ngày 2 muỗng cà phê, nhưng mà sử dụng nó phải có mật ong. Trước khi mình múc vô trong bỏ vô cái ly á, mình phải chế mật ong vô 1 muỗng cà phê, hay chế nước nóng vô cỡ khoảng là 5 phân đi, quậy trộn lại cho đều, anh em uống vô, uống 5-10 bữa hoặc 1 tháng vậy đó, anh em chưa tin tưởng cứ đi bác sĩ khám cho biết, đó là chắc ăn 100%. Nếu mà mình chưa đi bác sĩ khám này kia, bác sĩ chưa nói cho biết, mình còn là hồi hộp lắm đâu, thì uống 5-10 bữa nửa tháng 1 tháng gì đó, đi khám bác sĩ đi cho nó chắc ăn, không có gì qua bác sĩ nổi đó, bác sĩ đã có máy móc người ta khám cho biết, hiểu không? Anh em nên nhớ kỹ, phải sử dụng ráng sử dụng ba cái ngải đen, ngải chống độc với cái loại mà muốn mau nữa thì tôi nói nãy đó, cái ăn so là bột, là xương khỉ là 2 đó, thì ba thứ thuốc này tặng đuôi chuột nữa kèm vô thì sẽ nó tăng, mà nó tăng cái đó không nói nữa, nó chữa trị gì, nó kéo gì chữa trị bệnh là được cái bệnh là tiểu đường nữa, nó cũng giảm bớt cho mình, cũng giảm bớt nha, chứ ở đây không có, nó chưa hứa. Cái ăn so thì con thấy tiệm thuốc nam có bán, còn đó, như là xương khỉ đuôi chuột gì đấy thì cũng có luôn, cũng có luôn hả? Có luôn chú Tư. Dạ có. Và nếu vậy là cách dùng của nó để phối hợp vô là sẽ là như thế nào chú Tư? Thì thằng này ba thứ này trộn lại cho đều, trộn lại cho đều đàng hoàng, cũng như mình hút một lần một tô đi, những người không biết hút một lần tô thuốc đi đó, bắt đầu mình đổ vô trong cái siêu gì đó, mình xách là cũng như là 3 chén, còn lại 8 phần nữa, 3 chén lấy một tô nha, 3 chén 8 phần, thì mỗi một ngày mình hút 3 lần, hút 3 lần thì ba nói về cái khối u đại tràng, giống như là sắc thuốc nam chú Tư hả? Đó nói về cái thuốc nam uống cùng với thua là ngải đen chống độc này, nó rất là máu cái loại bú này, mấy các loại bú bên trong á, còn nói bên ngoài nó cũng hết, nhưng mà nó chắc tháng này qua tháng kia, nhưng mà thời gian làm sao anh em á gắng quan tâm, nếu mà có đội bú làm sao mà kiếm thầy nào đó người ta khoáng được, người ta đắp thuốc cho mình được đó, cái đó là rất là mau đó. Nếu mà mình ở thuốc nhà sử dụng mình không biết khoáng, không biết đắp thuốc này thuốc kia, nó kéo thời gian nó lâu. Dạ. Nó rất là lâu. Cái chỗ mà ăn so, đuôi chuột với lại cái xương gì? Khỉ. Xương khỉ, ba cái thứ đó mà nếu mà thiếu một trong ba thứ đó thì nó cái tác dụng nó như thế nào chú Tư? Giả sử như là nếu nó thiếu nếu thiếu á. Thiếu một món phải không? À. Nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó chậm chút. Nó chậm chút. Giống như là cái mức mật độ nó nước càng nhiều thì nó càng tác dụng nó càng tốt hơn. Càng mau. Dạ còn mau hơn, còn không mau thì nó sẽ là chậm lại, nó ít lại. Ít lại, nó giảm nó lại. Nó chậm lại. Dạ. Trong đó con nghe nói như ăn so, nó ăn so hình như là nó đứng hàng bảng. Đứng đầu đúng không? Nó đứng bảng, đứng đầu. Dạ. Đầu mà. Cái ăn so là cái thuốc mà đang đứng đầu bảng về cái điều trị về những cái chứng bệnh ung thư như chú Tư vừa nói. Rồi tốt nhất mình có cây tiền canh á. Biết cây tiền canh không? Dạ. Đó, có kèm một số cây tiền canh vô nữa. Nó rất là ok.
cây tiền canh. Thì tiền canh này á, có kiềm thằng tiền canh này vô gì là gì, nếu mà ai những anh em nào có tiểu đường 150, 200, 300 gì đó, mình có kiềm cây tiền canh này vô, nó từ giảm cho mình đó. Yeah. Nếu mà không có cũng được, mà có nó rất là hay. À dạ. Yeah. Thì đây là cái bài thuốc mà chú Tư chỉ là gần như là toàn diện của một người thầy đang giúp những bệnh nhân về điều trị. À, tất nhiên là về thuốc nam thì giống như những cây cỏ này thông thường thôi, thành ra là việc mà uống vào á thì việc nó tác dụng á, nếu trường hợp mà gọi là không có bệnh thì mình uống vẫn được chú Tư ha. Vẫn được như thường, rất bình thường. Dạ. Còn mà nếu mà có bệnh thì đúng bệnh thì nó sẽ là tác dụng là rất là nhanh. Đúng. Dạ. À, có câu hỏi là bà con mình hỏi là như ngải đen, ngải chống độc như vậy rồi là những lứa tuổi nào thể dùng nó được chú Tư ha? Không. Bây giờ từ giá 15, 16 tuổi trở lên là cứ sử dụng được hết. Dạ, thì thuộc về đối tượng người lớn. Chứ người nhỏ nhỏ chưa khoan, không được. Dạ. À, có những câu hỏi nè, dạ, câu hỏi là những cô chú anh chị nào mà bị đang mắc chứng cao huyết áp hay là lên máu gì đó, thì không biết là những bệnh đó là cái dùng cái này có an tâm không chú Tư hả? An tâm. Dạ. Nó có tác dụng ảnh hưởng tới việc lên máu? Không có gì. Nó hạ được cho mình được mà. Dạ. Không có gì. Còn tiểu đường là sao chú? Tiểu đường cũng sử dụng luôn, không sao, không có mắc lên được. Dạ. Đó, nhưng mà phải có kìm là tay tiền canh vô. Dạ. Tiền canh kìm vô, tiểu đường không bao giờ phát lên được. À, phải kèm cái tiền canh vô. Phải kèm tiền canh vô. Dạ, đó tiểu đường á. Nói về tiểu đường. Thêm cây tiền canh nữa. Nếu mà không có tiền là cây tiền canh thì có thằng đôi chuột này nó cũng hạ tiểu đường được. Đó, nhưng mà nó không bằng cái thằng kia. Dạ. Đó. Dạ. À, vậy rồi cũng có người nói là cái cây ngải đen và cái ngải đen thì nó giống nhau không chú Tư? Cái ngải đen với cái ngải đen này nó không giống nhau, nó khác nhau rất là xa. Đó. Khác nhau xa lắm. Dạ. Đó là cái bà con mình hiểu nha. Ngải đen và ngải đen là hai cái hoàn toàn khác nhau, giống như hai phương thuốc là khác nhau hoàn toàn, không có dính dáng gì hết. Nè, ngải đen anh em nên nhớ kỹ nè, ngải đen nè, đó nó không phải như người ta nha. Không phải như các loại ngải nha. Nè, thấy không? Đó xin lỗi nha, nó như cái tức chó gì đó. Đó xin lỗi nha. Đó, thấy không? Ở đây như không phải như các loại ngải kia. Nha, nên nhớ kỹ. Đó bẻ ra nó sẽ như thế này. Đó. Còn đây ngải chống độc nè, anh em nhớ kỹ nha. Ngải chống độc thì cho nên anh em thấy ngải lớn, cụ lớn cũng là ngải chống độc. Nó là hai loại ngải, nhưng mà cái loại ngải cụ nhỏ này nó hay nhất. Nó hay nhất. Dạ. Nha. Và cái ngải chống độc này thưa quý vị là nó không có dễ kiếm. Thật sự không có dễ kiếm, nó hơi khó quý vị nha. Nó khó kiếm lắm. Khó kiếm lắm. Nên nó quý vị là hiểu. Và hiện tại nó có hai loại, một loại cụ nhỏ như thế này với một loại cụ lớn như thế này. Đó. Thưa quý vị là hiểu, nắm rõ cái cụ nhỏ và cụ lớn để cho nhiều bà con mình hỏi. Người ta hỏi là ngải chống độc là gì nữa, chú Tư có giải thích được không? Ngải chống độc là gì? Con thấy là bình luận nhiều lắm, như là bú này bú kia, là bị ông thư sởi này, là ông thư đại tràng, là bú đại tràng này kia đó. Dạ. Đó như tôi giải thích nãy giờ, có thể nó chữa trị về hai cái thứ ngải này, có thể nó chữa trị về tới cái ông thư máu nữa mà. Dạ. Tới ông thư máu nữa mà. Dạ. Người ta hết biết bao nhiêu người rồi. Nè. Thì đúng rồi. Đó là bà con hiểu cách chú Tư chị nói giải thích về ngải chống độc nha. Nhiều người ta hỏi mắc, ủa ngải chống độc là gì? Nè, tôi nói là bây giờ ngải chống độc gì này nè, với cái ngải đen này nè, là tốp Tiền Giang là coi như là ông thư báo 2 ca. Bây giờ dứt điểm. Chùm Chẹt 1 ca. Hen, là dứt điểm. Hen, Sóc Xài 1 ca. Cũng thư máu nha, dứt điểm. Người ta báo cho mình hay luôn, báo cho mình biết đó, rất là mừng luôn. Dạ. Đó, trong dòng họ người ta. Tại vì rất cái một điều đặc biệt của chị, khi mà Trung đi xem chú Tư làm bệnh á, thì đến khi nào mà bệnh nhân mà nặng và đặc biệt thì chú Tư mới dùng tới cái này. Ngải chống ngải đen. Ở đây nhiều, ngải chống độc nhiều, để cho bệnh nhân mình mới mau được hết bệnh. Đó là cái mà mình nhìn thấy khi mà chú Tư đang làm bệnh cho bệnh nhân. Và cách làm nữa chia sẻ lại cho bà con được rõ luôn nha. Là cách làm có hai cách hiện tại để mà bào chế sử dụng ngải đen và ngải chống độc. Đầu tiên là mình rửa sạch và giữ nguyên vỏ nha, bởi vì là vỏ này nó có là vị cái thuốc. Dạ, cái thuốc, cái vỏ là cái thuốc. Dạ. Đừng có bỏ. Xong sau đó mình đâm nhuyễn ra, rồi sử dụng một lần cứ khoảng 3 phân. Dạ, 3 phân, ví dụ 3 phân thì bẻ ra chắc cỡ đây chú Tư ha. Có vừa bẻ ra. Đúng rồi, đó. Một lần cỡ 3 phân thôi. Đó. Dạ.
sáng chiều chú Tư ha? Ừ, sáng chiều. Dạ, thì sáng chiều. Thì sau đó mình đâm nhuyễn ra rồi chế nước sôi vào uống như uống trà. Nếu mà mình có khối u bên trong, mình phải chế mật ong vô nó nha. À, mật ong nữa quý vị nha. Nhớ chế mật ong một muỗng cà phê thôi, đừng nhiều quá. Một muỗng cà phê thôi. Anh em nên nhớ kỹ nha. Còn nói về cái ngải đen này, anh em muốn cho nó đen hoài, anh em lấy đi về tới nhà anh em phải lấy cái mà vải trắng á, quấn cuốn nó lại nó vẫn đen như thường. Nếu mà không quấn nó vài bữa nó tím nha. Nha, nên nhớ kỹ. Nhắc nhở người ta. Dạ, nhắc nhở người ta. Với con cái nữa là cách thứ hai nó bị là như thế này nè. Là chú Tư đã làm sau cái làm xong nè. Cái đó xay rồi đó. Là đã xay khô ra luôn rồi. Mà cách này làm hơi bị cực. Đúng không Tư ha? Cực lắm. Rất cực. Bởi vì là cứ rửa sạch xong sau đó là xoay hoặc đây là xay nè. Hoặc là đâm nhuyễn sao thành bột luôn đó. Rồi là phơi khô, mà phơi thấy là phơi tới mấy lần như vậy, mấy nắng như vậy đấy. Mới 3-4 bữa liên tục. Thì nó mới ra khô thế này. Thì cách uống thì cũng chế nước sôi vào, xoáy đều 2 muỗng cà phê nha. Một lần với một muỗng cà phê chú Tư ha? Một lần một muỗng cà phê thôi. Và uống sáng, buổi chiều. Sáng, chiều. 2 lần, 2 muỗng cà phê. Đó, nói về anh em, mấy anh em bệnh nhẹ. Nói về bệnh nặng, một lần phải 2 muỗng cà phê. Đúng rồi. Đó. Dạ. Mà 2 muỗng cà phê ngải đen này cũng là sử dụng mật ong có một muỗng thôi. Dạ. Đừng có nhìn mật ong nhiều quá, không được, nó nóng. Dạ, đúng rồi. Đó thì cái đó là cách sử dụng nha bà con nha. Hiện tại là cái đây là một trong những cái phương thuốc mà chú Tư đang giúp bà con trị bệnh khá là hiệu quả. Nên cái này là chú Tư muốn chia sẻ lại cho bà con mình ở nhà tự làm, tự dùng. Đó. Dạ. Chứ bây giờ tôi trong này nó cũng khó khăn lắm. Bây giờ tôi báo cho anh em biết. Bây giờ anh em nào lại không được cứ bắt được cái là YouTube này rồi. Đó, cứ sử dụng theo tôi, lời tôi nói. Đó, sẽ hết, cho nó sẽ hết. Rồi không tin tưởng thầy bà nói nữa thì cứ sử dụng một tháng hoặc nửa tháng gì đó, đi kiếm bác sĩ tham cãi, coi bác sĩ coi cho báo cho biết bệnh còn hả là không, có bậc đã giảm đó là chắc ăn rồi hả. Thì đó, bây giờ mình nó nói mình hay chưa chắc, đi qua bác sĩ máy móc ta có đầy đủ hả, người ta khám người ta sẽ biết. Dạ đúng rồi, làm cho mình cũng phải nên kiểm tra lại, kiểm tra lại từ chỗ bác sĩ khám để xét nghiệm là coi thì có tiến triển như thế nào để coi nó tình hình. Bởi vì mình không dám chắc rằng là đây là phương thuốc mà nó 100% sẽ bất bệnh. Nó tùy vào phước chủ mai thầy. Nhưng mà cái này là cái mà chú Tư đang làm hiệu quả và giúp tỷ lệ phần trăm khá là biết cao. Bao nhiêu người. Thành ra là chú Tư mới chia sẻ là cái bài này cho bà con mình được nắm rõ và điều trị tại nhà, khi mà chú Tư không có sẵn sàng ở đây điều trị bệnh cho bà con. Đúng. Dạ. Thì quý cô chú anh chị mình nếu mà trường hợp mà muốn sử dụng thì cứ liên hệ để coi mình, nếu trường hợp mà Trung có nha, tại vì cái này là Trung có, nếu Trung có mình chia sẻ, tại vì cái này không phải là nhiều lắm, ngay cả chú Tư đi kiếm cũng là khá là khó. Đi bữa một ngày đi 7 4 giờ đi, 7 giờ về không được một củ. Dạ. Những cái này củ ngải đen chống độc và mật ong gì đó, hoặc là cái gì đó mà nếu cô chú chị mình cần thiết thì Trung mới chia sẻ thôi, chứ nhiều lúc chú Tư không có đủ dùng đúng quý vị nha. Rồi, với chú Tư ơi, hôm nay con ghé chú có một món quà của một cái Mạnh Thường Quân. Cái này là một bệnh nhân ở bên Mỹ, sau khi nhận thuốc chú gửi á thì bệnh nhân đó có lời cảm ơn chỗ chị Kim Nga ở Mỹ, gửi chú là $100 là 2.370.000. Dạ. Dạ. Đây gửi cho chú nha. Rồi tôi cảm ơn cô nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Vì bây giờ tôi cũng đang khô máu. Bây giờ chú là giúp tôi được bao nhiêu tôi cũng mừng lắm nha. Lấy số này đặng đi mua thuốc nữa. Dạ, chú Tư than là mua thuốc. Cảm ơn. Dạ. Dạ thưa quý vị, thì một chút xíu chia sẻ của chú Tư Dễ thì hôm nay cũng là lúc mà Trung khép lại video ở đây. Trung cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm, là quý vị cô chú chị xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Cam Trung Vlog nha. Thì Trung sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa, và có những cái thắc mắc gì hoặc là những cái gì hỏi thì quý vị cứ để là bình luận bên dưới, để mà nếu trường hợp Trung có thể là hỏi chú Tư Dễ được thì sẽ hỏi giúp cho bà con mình có được ở nhà, miễn sao có thể là mình đang tạo phước từ xa chú Tư hả? Đúng rồi, phước từ xa. Đang tạo phước và cho công làm ác. Dạ. Giúp anh em được tới đâu nhờ tới đó. Dạ. Khỏe mà Tư. Phước, khả năng có bao nhiêu lấy ra hết bao nhiêu. Đó. Vô nước biển hoài. Vô biển hoài. Từng rồi cũng vô hết cặp. Vô nó biển hoài luôn á. Từng rồi vô hết cặp, nếu mà vô cặp này là coi như là chắc biết nổi rồi.
lưng còng lưng còng gối mỏi hả? Lưng còng gối mỏi, tới tuổi già thì ai cũng phải tới lúc như vậy vậy thôi. Trái cây chín phải rụng thôi. À, cây chín là phải rụng. Rồi, tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe hết luôn.